Vâng, xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh 5 tép. Hôm nay cửa hàng em xin giới thiệu với các bác một lô đẩy số lượng có hạn đấy ạ. Chỉ có 5 con thôi nhá. Đẩy của thương hiệu TP Pro sao. Đấy. Thì dòng đẩy này thì nó có hai loại, một loại là 800W một kênh và một loại là 600W một kênh chạy mạch Class D. Trước khi đi chi tiết lô đẩy này thì cũng giới thiệu sơ qua về cái thương hiệu này. TP Pro sao đây là một cái thương hiệu của Mỹ, hàng cao cấp. Đây, ngay phía sau của nó là bên em đang có cái loa TP của nó đấy. Loa này là bên em đang bán 13 triệu 500 nhá. Thì các bác biết rằng cái loa nó đã bán 13 triệu 500. Đối với hàng bãi thì các bác biết rằng là nó là phân khúc cao cấp như thế nào. Thì về thương hiệu, về đồ xịn của dòng đấy này thì chúng ta không cần phải bàn cãi nữa. Tại vì là bác nào chơi và tìm hiểu về cái thương hiệu này đều là biết. Đấy, TP đây, chúng ta xem chi tiết cái logo của nó. TP Pro sao đấy, mã 823 mã thì cái model này là 800W nhá, mã 633 mã là 600W các bác nhá. Đấy, 600W một cây đấy. Đấy, rất chi là đẹp. Lô này là tổng cộng có 5 con, rất đẹp hết và sống zin nguyên bản cho các bác nhá. Thì cái dòng đẩy này thì cái đối tượng khách hàng mà có thể mua cái dòng đẩy này, một là các bác là am hiểu công nghệ đấy, am hiểu về công nghệ, và thứ hai là chịu chi, tức là con đấy này giá nó sẽ hơi hơi cao một chút, hơi hơi thôi, nhưng còn thực ra giá của nó cũng rất chi là ok các bác nhá. Đấy. Những cái bác nào mà thích sự mới, hiệu suất cao, khỏe, tiếng hay đấy, thì đến với dòng đấy này. Còn nếu như bác nào mà sợ khó sửa thì các bác không nên mua dòng đấy này, tại vì đây là dòng đấy mạch Class D công nghệ mới, sẽ rất khó sửa. Đối với những cái người thợ vườn, thợ không chuyên nghiệp thì sẽ không sửa được dòng đáy này. Những cái thợ mà chuyên nghiệp một chút, có đào tạo bài bản thì người ta mới sửa được cái đáy này. Đấy. Còn về những bác nào mà muốn an toàn, tức là hư thì có thể đem bất kỳ thợ nào, thì các bác không nên mua dòng đáy này nhé. Đấy. Thì đây là cái nội thất chi tiết của nó mà bọn em đã tháo ra. Thứ nhất về cụm nguồn của nó, em sẽ giới thiệu từng khu vực một nhé. Cụm nguồn của nó thì đây, con này nguồn của nó rơi vào tầm 17 đến 18 phân, 17 phân. Đấy, 17 phân nhá. Đấy. Cùng nguồn này. Con này thì nguồn nó không lớn như những cái dòng đẩy chúng ta thường thấy, nhưng ngược lại rằng là con đẩy này nó là hiệu suất cao, cho nên không cần có nguồn to nên cũng đạt được 800W nhá. Đấy, hiệu suất cao. Thay vì những cái con đẩy bình thường, nếu như mạch thường chúng ta thấy con đẩy để mà được 800W như con này, cái nguồn của nó chắc có lẽ là phải to hơn 20 phân thì mới được 800W một kênh. Thì tuy nhiên là những dòng đẩy mạch Class thì chúng ta đều biết rằng là nó hiệu suất cao. Còn cái nguồn này nó sản sinh ra 2000W. Một giả sử đó nhá. Giả sử như mạch Class D thì con nguồn này là 1000W thì nó có thể nó bị đổi ra đây được là tới 90%, tức là 900W. Nhưng đối với những cái mạch Class AB bình thường, cái nguồn nó 1000W nhưng nó chỉ sinh ra được tầm 500-600W thôi. Đấy, cho nên chúng ta biết là tại sao hiệu suất nó cao. Hiệu suất nó cao thì nó phải không cần phải nguồn quá to. Đấy, nguồn của này 17 phân nhé. Cái thứ nhất. Cái phần thứ hai, tụ lọc của nó. Tụ lọc của con này thì nó rất ít tụ lọc, nó không như những cái dòng mạch Class AB bình thường chúng ta thấy là rất nhiều tụ lọc. Con này chỉ có 4 tụ lọc thôi. Tụ không cần lớn nhưng mà nó hoạt động ở mức điện áp cao. Con này tụ của nó là tới là 160V các bác ạ. Đấy. Mức điện áp hoạt động của nó là 160V, để em xem lại có đúng không nhá. Dạ vâng ạ, đúng là chính xác là 160V. Đấy, cái mức điện áp nó lớn. Đấy, mức điện áp nó lớn cho nên mà con đáy này khỏe. Rồi các bác nhá. Nếu như mà chúng ta nên biết rằng là để mà công suất nó sẽ tỷ lệ với lại hiệu điện thế và cường độ dòng điện. Khi mà cái mức điện áp này nó thấp thì là sao, thì cái cường độ dòng điện nó phải lớn thì mới đạt được cái công suất như thế. Tuy nhiên là cái mức hiệu điện thế ở đây nó đã cao rồi thì cái cường độ dòng điện nó không cần quá lớn, nó vẫn đạt được cái công suất nó cao, cho nên mà con này khỏe. Tại vì là sao, tại vì là cái mức điện thế mà nó hoạt động ở mức lớn 160W cơ. Đấy, đó là cái phần tụ lọc. Tiếp theo đến cái phần công suất của nó. Phần công suất của nó thì đây là có lẽ là một cái trái tim của cái con đẩy này. Tất cả công nghệ nó đều dồn ở cái phần này hết. Đấy, mạch Class A, Class B, Class C, Class D gì nó cũng nằm ở cái phần này hết. Đấy, cái phần công suất này. Thì con này nó chạy mạch Class D, cho nên mà nó sẽ không chạy sò mà nó chạy bằng MOSFET. Con này nó chạy 8 con MOSFET, tức là mỗi kênh là 4 con MOSFET để cho ra công suất 800W một kênh. Đấy, nó rất ít
So hay gọi là rất ít ra những cái linh kiện mà nó sản sinh ra 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 ra, ra nhiệt, cho nên mà những cái dòng đẩy này nó chạy rất chi là mát nhé, cực kỳ là mát luôn. Chính vì là nó ít ra những cái nhân tố nó sản sinh ra nhiệt, cho nên mà chúng ta thấy rằng cái tản nhiệt của nó không cần quá lớn và quạt tản nhiệt của nó không cần quá nhiều. Những dòng này thì nó chạy rất chi là mát các bạn, cực kỳ là mát luôn. Đấy, cho nên mà chúng ta không cần phải có quan tâm rằng là máy có nóng hay không, hay chạy lâu nó có bị không. Dòng này mát cho nên mà chúng ta chạy tẹt chạy 24 trên 24 không có lo cái chuyện là máy bị nóng nhá. Đấy. Đấy. Đây cho bác xem nội thất của nó đây. Về cái phần linh kiện và chất lượng của mạch và bo mạch và chất lượng của linh kiện thì có lẽ cũng không cần phải bàn tán nhiều. Tại vì mạch Class D và một cái thương hiệu lớn như TB thì chúng ta yên tâm về cái chất lượng của nó. Đây các bác có thể xem chi tiết cái phần bo mạch của nó nhá. Đấy, bo mạch của nó đây. Đây. Cái phần tín hiệu chính, tín hiệu này nó cũng có cái hạt nít để nó lỏng nhiễu đây, nó nằm ngay đây. Đấy. Hàng nguyên bản của nó là thế này nha các bác nhá. Đấy. Class D. Đấy. Cái dòng này thì tại sao nói về nguyên lý em vẫn nói là tại sao nó khó sửa, tại vì là cái con linh kiện nó nhỏ nhỏ thế này này. Đấy. Thợ lớn là thợ mà tay nghề kém là rất chi là khó để thay được cho nó. Và thứ hai nữa là nó không có đủ nhiều linh kiện để chúng ta thay, nhưng mà những cái mạch thường nó nổi lên trên thì thợ thì có thể rất dễ sửa, nhưng mà dòng này hơi khó, là thợ phải có tay nghề mới sửa được các bác nhá. Đấy. Tuy nhiên là cái vấn đề hư thì em chả phải lo. Cái hàng này thì các bác mua sẽ được bên em cam kết như thế nào? Cam kết thứ nhất là bảo hành cho các bác là 3 tháng, cam kết nhá, bảo hành 3 tháng. Thứ hai, cam kết là hàng zin nguyên bản cho các bác. Đấy, hàng là zin nguyên bản cho các bác. Cam kết thứ ba, trong quá trình sử dụng không hay bị không may có gì là hết bảo hành, hỏng hóc thì các bác không phải lo cái chuyện sửa, các bác gửi lại cho em và em sẽ sửa cho các bác. Đấy. Em không phải là người sửa, tuy nhiên là em có thợ sửa cho các bác và sẽ tính phí cho các bác. Tức là thường thường một cái đẩy này sửa hết khoảng 300 ngàn tiền phí. Đấy. Đấy, đó là em sẽ hỗ trợ cho các bác là trọn đời. Cho nên các bác không phải lo cái chuyện sửa. Còn vào một cái điều nữa là em muốn chia sẻ các bác rằng là các bác mua cái điện thoại, mua cái tivi đôi khi 20 triệu rồi. Nhiều dùng các bác mạch nó còn dán còn nhỏ hơn cái này. Hư các bác còn không sợ. Con đẩy này không phải là lo. Và thứ hai là hàng xịn. Rất ít bị lỗi. Em mua về đây con nào sống con đó luôn thì các bác biết rằng là không phải lo. Nếu như mà sợ thì em là cái người sợ trước, tại vì là sao? Tại vì là bên em mua lần rất nhiều. Đấy, chết một vài con là bọn em chết rồi. Chứ chưa phải nói rằng là cả lô như bác. Các bác chỉ có một con thì không vấn đề gì cả, mà bên em sẽ bao sửa cho các bác, cho nên đừng có sợ là không sửa được. Chúng ta nên mua những cái mới, công nghệ càng cao tiếng càng hay, hiệu suất càng hay. Đấy. Cái độ méo tiếng nó càng thấp, tiếng càng sạch. Đấy. Chúng ta phải mua theo công nghệ chứ đừng có quay lại công nghệ cũ. Bên em là bán đẩy nhiều bác đây, em vẫn nói hôm trước đấy. Bao nhiêu sò, nếu như hỏi sò đừng có mua hàng cửa hàng em. Bên em bán đẩy không đếm sò, em chỉ bán đúng công suất, bán đúng công suất thôi. Và một cái cam kết nữa cuối cùng bên em sẽ là con đẩy này các bác sẽ đánh được lo gì, súp 50, súp đơn 50, từ 22 con 100. Ok, bao cho các bác luôn, đánh một cặp full đôi 40, ví dụ như 725 ấy, từ 22 côn 100. Như thế nào các bác? Bao các bác đánh một đôi full đôi nhá. Full đôi đánh ok nhá, xúc kép không vào. Đấy, bao cho các bác là full đôi. Sẽ có gì nữa? Hai đôi bát 30. Ui giời ơi, đơn giản, full đôi còn đánh được hai đôi bát 30, quá đơn giản. Còn những cái loa mà li ti nhỏ hơn, không thèm chấp. Cách đấu nối những con đẩy là như thế nào, sẽ nói luôn cho các bác rằng là dòng đẩy này dù loa to hay loa bé, loa bằng cổ chân hay loa bằng cái thúng, thì em lưu ý cho các bác đấu phải lưu ý cho các bác là rằng là để ý cho em cái kháng trở. Các bác đấu nhiều loa quá vào cái con loa này, công suất thì nói dư, tuy nhiên là nó giống như tưởng tượng là thế này, các bác đấu dường như là kháng trở của nó 4 ôm, là tức là đấu hai loa vào một kênh này là ok. Nếu như các bác đấu quá nhiều loa này thì nó giống như cái kiểu là các bác lấy một cái sợi dây điện bác câu thì bên này sang bên này rồi thì nó bị chập, hiểu không? Công suất thì nó không không thiếu nhưng mà lại bị chập, tức là kháng trở nó dưới thấp. Cho nên mà cái điều cuối cùng em muốn nói các bác rằng là đấu nối, các bác lưu ý cho em là kháng trở không được đấu ở dưới mức 4 ôm, không được đấu ở dưới mức 4 ôm các nhá.
chỉ từ 4 ohm trở lên. Loa 4 ohm to hay bé gì đấy các bác chỉ đấu cho em là mỗi kênh là một chiếc. Loa 8 ohm to hay bé em không quan trọng, các bác cứ đấu cho em là mỗi kênh là hai chiếc đấy, đấu song song với nhau đấy. Còn nếu như loa 4 ohm mà muốn đấu hai chiếc thì chúng ta phải đấu đôi tiếp, còn đấu song song chỉ được một chiếc nhá. Đó là cách cho em nói. Và cuối cùng nữa là giá bán của nó, nói luôn giá bán của nó. Giá bán con mã 825 mã này, 800W một kênh thì bên em sẽ đầu bao cho các bác là 5.500.000 đồng một con nhá. Còn mã 625 mã có một con gì nhất thôi, có một con gì nhất 600W một kênh. Con này em sẽ bao cho các bác là 4.800.000 đồng một con nhé. Và à quên, còn cái con này là em sẽ bao cho các bác đánh được 2 đôi bát 30 thôi, 2 đôi bát 30 nhá. Đấy, cho nên mà các bác, chứ còn con này là chưa đủ công suất để đánh được full đôi nhá. 2 đôi bát 30 đánh tung lít luôn. Và đây là công suất thật của nó nhá, đây là hàng xịn và công suất thật nhá. Và em cũng xin kết thúc video tại đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.